Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 21 tháng 8, một lãnh đạo Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ những nghi vấn liên quan đến việc một tài xế taxi bị cứa cổ, cướp tài sản ở khu vực cửa khẩu Kim Thành. Sáng 21 tháng 8, trên mạng xã hội lan truyền những hình ảnh, video kèm theo thông tin về việc một tài xế taxi bị cứa cổ, cướp tài sản ở khu vực cửa khẩu Kim Thành. Tài xế may mắn thoát chết. Theo những hình ảnh do camera hành trình ghi lại, vụ việc xảy ra khoảng 0 giờ sáng 21 tháng 8. Lúc này, trên xe có hai người đang vật lộn, trong đó một người liên tục xin tha, nói bỏ dao ra và hô cướp. Lãnh đạo Công an thành phố Lào Cai cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Sau khi hai người vật lộn còn ngồi nói chuyện với nhau, sau đó mỗi người đi một nơi. Lời khai của tài xế mới chỉ từ một phía, người còn lại hiện lực lượng chức năng đang truy tìm để lấy lời khai, làm rõ vụ việc. Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết bệnh viện tiếp nhận, cấp cứu một bệnh nhân là tài xế taxi bị thương ở vùng cổ vào lúc rạng sáng. Khi đến cấp cứu bệnh nhân trong tình trạng tỉnh táo, bệnh nhân nói bị hành khách dùng dao cắt vào cằm gây mất nhiều máu. Bệnh viện thông tin thêm sau khi khâu vết thương, cầm máu, sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn định. Nạn nhân không bị tổn thương mạch máu lớn, chỉ bị thương, rách ở vùng má, vùng cằm xuống cổ và không nguy hiểm đến tính mạng.